quy định về việc thu tiền học từ lớp dạy thêm ra sao? Ngày 22 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo thông tư quy định về dạy thêm, học thêm trên cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến. Thời hạn lấy ý kiến đến ngày 22 tháng 10 2024. Theo Điều 6 của dự thảo này, mức thu tiền học thêm trong nhà trường được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các tỉnh trên cơ sở đề xuất của Ủy ban Nhân dân các tỉnh theo quy định. Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với cơ sở dạy thêm và phải được công khai trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm. Việc quản lý, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.